Và 7 rễ cây, 7 Valkyrie. Rồi, rồi, vâng. Vâng, combo này nó càn từ đầu đến đuôi luôn kìa. Bịt nhà chính, bịt Tesla để Super Barbarian vô. Nghệ sĩ nhân dân của chúng ta, Giáp Lalo mở hàng trong tối ngày hôm nay, chị Hồng à. Vâng, đã lâu lắm rồi từ giải vô địch thế giới chúng ta mới được thấy lại sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân. Và như vậy đầu tư Giáp Lalo bế được em Queen. Xem vào động đất bế Queen, X-Bow tham nhiều cung thủ. Nét đấy, nét đấy. Vâng, thả like thả tim đi thôi, nghệ sĩ nhân dân mà múa thì cũng khét đấy. Đi đánh giải ngồi tại chỗ offline thì hơi cóng, nhưng mà hy vọng là sếp ngồi ở nhà thì vẫn đánh phong độ nó ổn định hơn chút. Rồi, ok ạ. À, băng em rồi, champion lại, đầu tư Headhunter để múc, tốt này. Dụ được lính clan đã 3 con Headhunter đấy chứ không ít đâu. Ờ đúng rồi. Queen nhanh lắm, cứ nhè Headhunter vào múc trước. Thanh niên kinh ở bên kia sẽ bật gồng. Và như vậy là Edifan còn 3 cái. Yo 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 yo. Sẽ ra sao cho sếp đây. Em Queen múc xong đại bàng. Đang múc giờ thì xếp vô la lô luôn rồi. Nằm luôn đại bàng. Có một lượt sẽ nằm xuống đấy. Rồi. Như vậy còn đúng duy nhất một Elephant nữa thôi. Queen đang đục tường. Ok bạn. Còn giáo gồng đi. Bạn còn đúng duy nhất một bình băng thôi. Ui trời 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 trời. Được, vẫn ăn nhà chính. Rồi champion chưa giao bánh. Giờ mới vô. Một trận thi đấu mở hàng quá nét 3 sao đến từ nghệ sĩ nhân dân của chúng ta. Vâng, hôm nay anh mang tên là Chihuahua. Không còn phải Chihaha nữa rồi. Múc lại nhà của Chihuahua. Và 7 rễ cây, 7 Valkyrie. Rồi, rồi. Vâng, hay quá nhỏ, nhà Chihuahua mắc phết. Đúng là sau khi đi tham dự giải thế giới thì cũng có thêm chút lương để đầu tư con ạc cho nó cứng. Bật gồng quản giáo trong tình huống này. Thêm ngày mình cuồng nộ rồi. Úi dồi. Đen có quả combo càn ác chiến nhờ. Rồi champion từ góc hướng 11 giờ. Còn xe phong vỗ ùn vào phía đại bàng. Đội quân đang đi rất nét luôn ạ. Hình như đại bàng còn chưa kịp làm gì đội quân luôn. Pha này đi cách xa khu vực nhà chính một chút thôi. Inferno nhiều tia hai bên. Tường sắp lủng rồi đó. Một chút nữa thôi là tường nó lủng đấy. Đúng rồi. Bịt tiếp con Queen của đội bạn. Ui còn tận 3 băng luôn. Vâng, combo này nó càn từ đầu đến đuôi luôn kìa. Bịt nhà chính, bịt Tesla để Super Barbarian vô. Chấp băng không? Nhưng chấp gồng Queen với cả là gồng Royal Champion. Ôi bạn ơi, quá hay luôn ạ. Đỉnh của đen đen. Bạn đánh bạn tôi 3 sao phải không? Bạn đánh nhà bạn tôi đúng không? Cầu chiến lava. Bóng đen hay lắm. Úi chà 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 chà. Cái này mà được thì ghê này. Úi chà, cái khu vực này thì đẹp rồi. Bế được khu vực này thì nét rồi. Nhưng mà đại bàng trước mặt kìa. Thích bậu.
Ô, X-Bow còn đúng một xíu mà thợ xây nó sửa được. Khá căng. Mình thì đang ở bên Đài Loan các bạn. Khá là căng trong pha đánh này rồi đấy. Xem Super Barbarian sẽ vụt ra sao đây. Cố lên chip ơi. Thả like, thả team các kiểu cho nó khí thế rồi nhá. Bình tĩnh giặt Queen phết này. Dễ cây Inferno một tia Queen thì phải. Đúng rồi kìa. Phải xài ngay bình đóng băng chứ không là tím ngay. Một pha gồng quản giáo để cứu toàn bộ rễ cây trong tình huống đây. Hy vọng nó sẽ ổn cho sếp. Đã bảo là cái bảng tỷ số nó đang bị lỗi. Khổ. Ngày mai nha sếp nha. Tiếp tục đi. Nhưng mà rễ cây tình hình cũng không còn nữa rồi. Ai mở lối cho Queen bây giờ? X-Bow mặt đất đang bị đang tầm quất vào em quản giáo rồi. Nhảy nhoét. À, pha lủng cường hợp lý quá nhờ. Ice Golem làm mặt vào đâu? Vào chỗ thanh niên kinh kia mà bắt kinh kìa. Gồng Queen rồi. Em Queen đâu ăn được nhà chính mà bằng ăn chay như thế này được. Gồng kinh luôn á. Ghê thế. Ồ nhưng mà thời gian thi đấu đâu còn nhiều đâu. Bạn gồng là đúng rồi chứ gì nữa. 11 giây ạ. Ô vẫn là 3 sao dành cho Lincoln. Bạn số 3 Titan Smart 2 quân và có tận 13 Sneaky Goblin. Wow. Cảm ơn Rồng Nam Mỹ, cảm ơn anh, cảm ơn Minh Triết đã tặng bông nhá. Không, hôm nay chỉ một trận này thôi sếp ạ. Nó vẫn đang múc tốt ở trận tình huống ở đây. Ok. Đầu tư Sneaky Goblin. Tiếp tục vào việc. Giá đang cắp rất là tỉ mỉ luôn đấy. Bế hết trong tình huống này các bạn. Đang gặp khá nhiều đồ chơi đây. Thu Queen. Ok my fan. Baby đang cắt góc và như vậy xài một bình nhảy á. Pha thu này nó hơi lạ. Bơm cuồng nộ vật gồng Queen luôn. Đi từ hướng này đi. Oh, Ice Golem của hai bên đang tung ra để thi đấu. Một loạt bom đỏ vâng, đã phải bật gồng quản giáo rồi. Phía dưới này là có trại lính vàng nhưng mà chưa thành công cho lắm. Rồi 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 rồi. Ôi rồi, champion bắt đầu rồi mới vô. À, Ifro nhiều tia bên này cần phải được xử lý. Em Queen đã gọi xử lý xong. Kinh đã bật gồng con voi lên rồi. Bạn vẫn đang còn một tàng hình vật xương. Có lẽ nên quăng xương ở chỗ đại bàng với cả phá rơi đá mày vẫn đã. Đấy đấy đấy, đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Quăng đó là hợp lý rồi, chuẩn bị xong cái này là tàng hình gọi champion để múc nốt phía bên kia này. Từ từ đã. Gần oẳng rồi hẳn thả tàng hình để cứu Royal. Ô rồi 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 rồi. Mất một hình slow phía trên. Rồi tăng hình và giao bánh. Tăng hình và giao bánh xếp. Chấp tăng hình. Vâng, một rừng bom bẫy nó bung lên kia kìa. Ồ vẫn là 3 sao đến từ người chơi số 5. Ồ vâng trôn. Trôn.
tôn tàng hình, bởi vì là con Phượng Hoàng phía trên kiểu gì nó không ăn. Queen Shark và Super Dragon, thần chú thú quân. Như vậy là em Queen ăn bên này lên góc hướng 12 giờ cái gì? Có lẽ là vậy. Đấy, bơm cuồng nổ, thế thì phải làm thêm cái tháp đã. Nỡ ngỡ làm luôn cả con Queen. Đẹp. Hợp lý đấy. Rồi, chú Queen nó góc hướng bên kia 12 giờ đấy. Để xem là còn bao nhiêu rồng này. Chốc nữa rồng lại nằm đấy thì nó nhọc lắm. Cái dạng box bay là các sếp đưa rồng ra để biểu diễn hết à. Bạn thả rồng từ từ cắt đẹp lắm nhá. Rồi gồng này, đó. Chờ cho nhà chính xong đã và thêm cuồng nộ để nó đi nhanh hơn. Lách lách được cái độc dược phục vụ nhà chính. Đấy, tiếp tục là hai cái cuồng nộ hai bên nữa. Bom đen, bom đỏ ở giữa nhiều lắm. Băng còn băng mà có một băng thôi nên chưa xài nhiều. Chờ chút đã. Bịt đại bàng mà Ifro nhiều tia. Một siêu rồng ở trong đơn vị lính hội thành nữa kia kìa. Khả năng 3 sao rồi. Rồng nó đang đẹp thế này cơ mà. Rồng nó đang rợp trời thế này cơ mà. Rồng nhà người ta đấy. Úi sổi kính con voi, quang sương, quang độc và băng bếp vào bịt kinh Inferno nhiều tiếp vào slay. Băng đi kìa, xếp lại chấp băng rồi. Một trận đánh quá đẹp luôn. Trận đánh quá đẹp luôn bạn ạ. Rồi, đánh mà lấy lợi thế thời gian đi. Gồng Queen nhanh vào, chấp băng luôn. Bạn đánh hay, không chịu gồng Queen gì cả. Để anh các bạn cũng thả băng vào đây. Và đây là Queen Shark Root Rider đến từ chiến. Múc vào nhà bạn số 4. Tôi thấy trận đánh rồng hồi nãy vẫn hay đấy. Cảm ơn Lục Văn Quan Quân đã tặng bông nhá. Ây giời, em Queen ngọn gọn gàng luôn bạn. Phá tường luôn ạ. Tố. Ô Queen. Ô hay. Xếp đùa em à. Cẩn thận lại thành bước ngoặt của trận thi đấu bây giờ. Rồi, tới rồi. Ui trời, bom đèn nữa. Vâng, đá đen lại còn nhỏ, chúng nó hay đi với nhau lắm. Rồi, Hitler. Bạn quyết định tàng hình luôn để cứu, nhưng mà khó đấy. Thôi, xong rồi. À gì cúc rồi. Rễ cây quả này đem đi mà làm gác bếp hết thôi. Rồi. Bước ngoặt của trận thi đấu dành cho Đài Loan mất tiêu rồi. Rất khổ. Mất Queen là nó khổ lắm. Lấy cây quả này đem đi nhen lò hết rồi. Tạch rồi các cụ ạ. Đem ngâm rượu. À, cái này là rễ đinh lăng nhờ. Đúng rồi đấy, rễ đinh lăng
làm thuốc thôi. Ôi trời ơi, thả còn không hết. Máy khoan chiến tranh để múc vào cái Inferno nhiều tia. Vâng, ai bế cái nhà chính giúp em cái. Ôi trời ơi, máy khoan chiến tranh vừa làm được cái Inferno thì cũng bay màu bởi xoáy rồi. Thôi ạ, một đống rễ cây bị dính độc dược luôn. Rồi champion dính Inferno một tia. Tạch quá sâu luôn. Cái này để đun bánh tét luôn rồi. Bước ngoặt rất lớn đến từ trận thi đấu này của bạn Chiến. Ai gì cúp rồi. Đớt hẳn bạn ạ. Rễ cây này đem vào nhóm bếp là bén lắm đấy. Ô thôi. Ô bên trang của Root Rider tiếp đây này. Múc nhà của Chiến á. King Queen vào rất sớm luôn bạn. Đúng rồi, gồng kinh rồi, tầm quất hết các bạn ấy. Ô trời, kinh hẹo một cách rất nhanh chóng luôn. Không, tớ đọc bạn Chiến cho nó vần vậy thôi chứ bạn ấy người Việt hay người Đài Loan thì không rõ lắm. Ô Tesla, ô đưa được đấy. Nó quả đấy ủi được thanh niên kinh của đội bạn thì đẹp hơn. Bế con kinh này. Queen cũng đỏ lòm nó luôn. Một bóng đen ạ. Lấy cây cắt góc ở bên kia rồi. Bạn muốn cho em Queen vào phía trong đấy chứ không phải đi lên bên kia đâu. Nhưng mà nó vẫn lên rồi. Lên nhưng nó vẫn vào trong. Thời gian thi đấu không còn nhiều. Việc đi Queen đã tốn quá nhiều thời gian. Hy vọng chip sẽ sửa đổi được. Pha xử lý này khá là cồng kềnh. Đừng có đánh mất lợi thế của các bạn. Anh em Việt Nam sao mà căng thẳng à, xếp thành. Nhịp vào nhà chính này. Tốt. Ôi có khi lại tạch sâu hơn cả trận của Chiến nữa thì thôi đó. 40 mấy giây không sao mà 3 sao được. Đội quân đang bay màu dần theo thời gian rồi. Khó lắm. Không dễ đâu bạn ạ. Nó không dễ như chúng ta nghĩ đâu. Có khi ít phần trăm hơn cả Chiến đấy chứ. Băng lại kìa. Đại bàng và X-Bow đó xếp băng lại. Ôi xếp có khi quên mất mình còn băng cơ. Ôi giời ơi. Đợi đến đây mới băng thì còn cái nịt thật. Ôi giời ơi. À không, thế này thì vẫn hơn phần trăm. Đi Queen rễ cây và hóp. Ôi trời ơi, chỗ tôi lạnh lắm các bạn ạ. 10 độ rồi. Tôi phải mặc một đống áo ấm này. Ngồi livestream này xem. Úi giời. Vladimir Putin tặng hòa. Đẹp đấy, cảm ơn sếp nhiều nhá. Sếp này hơi ít follow. Queen bế luôn cái máy bắn đá. Rồi. Chỗ xếp nào mà âm 3 độ ghế đây. Xe phóng gỗ bạn đi ra cái.
mở lối cho kinh bằng tre phong gỗ à? Để cái kinh rồi, vâng, mở lối cho queen nữa kia kìa. Vâng, một bài đánh rất hay luôn. Em queen cứ chạy một mạch thẳng một chỗ khu vực nhà chính, hay nhờ. Sử dụng tre phong gỗ, nhưng mà vấn đề bên này đang bị pháo đài đá nó múc à. Queen tiếp tục bắn chùa đây. Nên cái pháo đài đá ở bên kia mà không ai vụt nó cả kìa. Ôi, cây cũng đi theo thời gian đi hết rồi. Bạn còn 3 băng nên cố lên. Mất con giáo. Bạn còn Royal Champion là bình tĩnh. Thôi. Còn băng bịt pháo đây đá. Không bịt pháo đây đá luôn. Bốn mấy giây làm sao mà đỡ được. Khó đấy. Cứ Royal Champion có khi lại hay hơn cơ. Hoài thật sự. Bạn kiểu gì cũng còn cái pháo đài đá này. Vâng, trong trường hợp lạc quan nhất là múc được hết ở đây thì nó vẫn là 99 cơ mà. Vâng, trong trường hợp bế được hết thì nó vẫn là 99 mà. Đúng canh rồi. Thì chắc một rút rider tiếp. Vì sao cái tường nhà này mềm thế nhỉ? Phòng thủ ở bên Đài Loan có vẻ mềm hơn ở bên NG Star nhiều đấy nhờ. Lùng luôn nhưng mà nó có vào bắt queen đâu. Ồ, 9 giờ cho queen không? Không, phía bên đây. Rễ cây nó cũng chuẩn bị vào chỗ em queen này luôn chứ. Đánh ngang hông rồi. Thanh niên kinh nó sẽ vào ăn cùng nhà chính sao? Ồ. Bình tĩnh. Liệu đây sẽ có tự tin làm trận đánh 3 sao không? Bật dòng kinh là cũng ghê đấy. Xong khu vực nhà chính rồi. Chỗ còn lại anh em có lo được không? Khi mà rễ cây đang vơi dần ở bên cánh của Royal Champion đội bạn nó xử lý ấy. Để cái ốp chặt được vào đại bản rồi đấy các bạn. Cái mặt Royal Champion bên kia toàn Tesla không. Ốp kia pha tàng hình. Nó vẫn đứng mé mé được. Hay. Con thở con gỡ bạn. Royal Champion cũng đỏ rồi. Bạn quyết định giao bánh luôn. Thôi. Lại tạo cơ hội dành cho Đài Loan rồi. Như thế này là lại tạo cơ hội rồi. Ơi. Còn gồng queen đấy. Bật đi những thời gian còn nhiều đâu. Trời ơi, lại còn đục tường nữa hả queen ơi, là queen. 94% thôi.
càng bây giờ nếu Đài Loan đánh 3 sao là sẽ thắng với tỷ lệ phần trăm phá hủy là 95.4. Kịch bản này nó có diễn ra hay không? Kịch bản này có giống ở trận hôm trước không? Hay, đây là một pha đánh chốt. Rễ cây và Valkyrie nữa. Yo. Vào nhà của Sahara. Xe phóng lửa chứ không phải là sử dụng xe phóng gỗ để vào mà càn ta. Chúng ta hãy xem combo lính bộ này nào. Đêm nay có trận nào không anh? Đang đánh rầm đấy mà sếp. Nhà này số 5 thôi mà defense cứng phết. Bên NG Star này có phòng thủ ngon rồi đấy. Thằng lai thằng team của Vũ nào các bạn ơi. Rễ cây vào mặt ở phía trên này hết luôn ạ. Liệu có gồng được không ạ? Liệu có gồng được không? Tôi nhiều chưa tốt đau quá. Còn cả máy bằng đá nữa. Ui dồi ôi, vứt hồi máu à. Tất cả lực lượng vẫn đang khỏe. Bạn đã sử dụng thuốc tướng và thuốc sức mạnh cho trận thi đấu này rồi. Bạn mong sẽ có một tấm huy chương vàng ở đâu đây? Phải 3 sao thì nó mới cứu được Đài Loan. Rồi champion. Xúc luôn cái máy bắn đá. Đúng rồi. Một phút có làm nên nổi điều. Rồi champion đang tàng hình địch. Cố gắng hết mức cục khu ngày chính. Kìa. Ô băng trượt khu vực nhà chính à. Đã gồng kinh rồi. Bạn còn Headhunter nữa. Bạn còn Headhunter đấy nhưng có lẽ để cất giành rồi. Nó xoáy á. Super và Varian vô việc. Phía trên còn gì không? 21 giây. Ba sao đi bạn ơi. Cái kho. Ui phun máu à. Kho phun máu à. Không nói trước điều gì cả. Chiến thắng đã thuộc về Đài Loan. Yeah. Chọn đúng nền văn minh rồi. Chiến thắng. Không thể tin được. Hơn đúng 0.2% mà thôi. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi buổi live stream ngày hôm nay trên kênh Akari Gaming nhá. Sếp nào mà múc vé vàng này, gói gem hay là những gói ưu đãi trong cửa hàng mà sếp bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì nhớ tham khảo bài hồ TikTok nha. Sếp là tự nạp được rồi, anh em nhớ nhập mã Akari ủng hộ mình nha. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới nha. Chúc anh em ngủ ngon.